Tập 22. Hai người cãi nhau hả? Muội thấy đồ Tokaka hình như không được vui cho lắm á. Tinh Tuyết tỷ, huynh ấy không đi với tỷ đâu. Tôi chưa từng muốn ép huynh ấy làm chuyện mà huynh ấy không thích làm. Tôi chỉ muốn đưa huynh ấy về Udo, chữa sát khí cho huynh ấy. Nhưng mà huynh ấy không tin tôi. Tôi cũng không biết phải làm sao. Tình Tuyết tỷ, tỷ đừng giành mất đồ Tokaka được không? Muội tìm huynh ấy nhiều năm rồi, muội lại không có người thân. Nếu như đồ Tokaka không ở bên cạnh muội, muội thật sự không biết muội nên làm gì, nên đi đâu nữa. Tường Linh, cô biết không, tôi cũng giống như cô. Tôi đã biết Dân Khê từ lúc nhỏ. Tôi cũng đã tìm huynh ấy rất nhiều năm. Nhưng mà bây giờ huynh ấy không còn là hàng Dân Khê lúc nhỏ nữa. Vậy cô vẫn thích huynh ấy sao? Đương nhiên là vẫn thích. Nhưng không phải cô nói người cô thích là Dân Khê sao? Tại sao cô còn phải thích Đồ Tô nữa? Nhưng mà họ không phải là một người sao? Với lại Thụ Gia Gia cũng đã nói rồi, người giống như cha muội và mẹ muội là trời đã định sẵn. Muội cảm thấy được Đồ Tô ca ca quan tâm chăm sóc là một chuyện rất là vui vẻ. Tôi thì lại thấy huynh ấy mới là người cần được chăm sóc, cần được người khác quan tâm. Trong suốt thời gian qua, nhìn thấy huynh ấy luôn bị sát khí trong người dày dò đau đớn, tôi rất muốn chia sớt một phần. Tinh Tuyết tỷ, tỷ giỏi thật đó. Muội cũng muốn giống như tỷ, thay Đồ Tô ca ca chia sớt chút đau đớn. Tôi cũng từng cho rằng tôi giúp được huynh ấy, nhưng mà trên đường đi đã xảy ra quá nhiều chuyện. Sát khí trong người của huynh ấy vẫn không giảm đi một chút nào. Thậm chí tôi không biết tôi có ý nghĩa gì đối với huynh ấy là bằng hữu lúc nhỏ, là bằng hữu, hay là một người không có ý nghĩa gì. Những gì tiện nói muội thật sự không hiểu cho lắm. Nhưng mà Thụ Gia Gia nói với muội, nếu như thích một ai đó thì phải làm người đó vui. Vậy phải làm sao người đó mới vui được? Muội có thể muốn một điều vũ. Tỷ xem, như vậy chắc chắn sẽ khiến được Tokaka cảm thấy vui hơn. Thanh Ngọc Đàn. Đàn chủ, lần trước tiếp cung nóng lòng hồi hương, vì vậy chưa kịp bẩm báo đàn chủ đã rời khỏi Thanh Ngọc Đàn. Mong đàn chủ lượng thứ, đừng làm khó Tốn Vương với dị đồng. Thiếu cung yên tâm đi, Tốn Phương và Tịch Đồng được bổng tọa tiếp đãi rất tốt, chút nữa sẽ dẫn cậu đi gặp họ sau. Đa tạ đàn chủ. Đúng ra cậu trở về quê nhà, bổng tọa cũng không muốn miễn cưỡng cậu. Chỉ vì nghe nói thiếu cung ở Cầm Xuyên có được một báu vật thượng cổ, có thể lấy ra cho bổng tọa xem hay không? Thanh Ngọc Đàn vô số pháp bảo, thứ mà thiếu cung có được chẳng qua chỉ là một mảnh ngọc bị dở thôi. Nhưng là mảnh dở của Ngọc Hoành, hơn các pháp bảo thông thường. Vậy có nghĩa là tôi không giao Ngọc Hoành ra thì không gặp được dị đồng và Tốn Phương sao? Đàn chủ vừa muốn điều tra thiếu cung thật tốn nhiều công sức. Nhưng thứ tôi nói thẳng, Ngọc Hoành này đối với ngài không có tác dụng. Bổn tọa nghe nói chuyện ở Phan Dân Trại Cầm Xuyên cũng do Ngọc Hoành mà ra thôi. Cũng chính vì vậy, nếu như đàn chủ muốn lấy Ngọc Hoành bất chấp luyện đơn, e là thảm kịch Phan Dân Trại sẽ tái diễn. Kính mong đàn chủ suy xét. Thanh Ngọc Đàn chuyên luyện đơn dược đã nhiều năm nay, sao lại so với một sơn trại nhỏ nhoi được chứ? Nhưng mà nếu thiếu cung đã nói như vậy, chắc là chỉ dựa vào một miếng khó lòng thành công. Cậu yên tâm đi, bổn tọa đã kêu đệ tử ra sức thăm dò tung tích các mảnh vỡ khác, cũng còn hơn một mình cậu đi khắp nơi tìm một cách mông lung. Đàn chủ thu thập mảnh vỡ Ngọc Hoành, mục đích của đàn chủ chắc không phải giúp tôi đạt tâm nguyện. Chỉ cần tìm đủ Ngọc Hoành,
thiếu cung có bằng lòng luyện đơn cho ta hay không. Làm sao sử dụng nó vẫn phải nhờ một câu của cậu. Được rồi, trong thời gian này cậu cứ tạm ở lại Thanh Ngọc Đàn, nghỉ ngơi thư thả. Nguyên Vật. Dạ đại chủ. Đưa Âu Dương trưởng lão gặp người nhà cậu ta đi. Âu Dương trưởng lão, xin mời ngài. Cười của Thanh Ngọc Đàn có làm khó muội không? Không có. Thiếu cung, bọn muội đã liên lụy huynh. Tại huynh sơ sót quá. Thật không ngờ người của Thanh Ngọc Đàn lại tới Cẩm Xuyên bắt hai người về đây. Vì đồng bôn ba với huynh nhiều năm, đúng ra nên được an hưởng, nhưng giờ là như vậy. Vì đồng đã hôn mê rồi, muội thấy rất sợ. Sợ vì ấy không chịu nổi. Cũng may là huynh về kịp, dì Đồng chắc là sẽ không sao đâu ha. Bây giờ tôi dễ hôn mê, nhưng mà dựa theo mạch tượng vẫn còn ổn định, không nguy hiểm tới tính mạng. Chắc là do dì ấy tuổi già sức yếu, lại còn bôn ba nên mới như vậy. Đợi khi tỉnh lại sẽ từ từ điều dưỡng sức khỏe. Tôn Phương, dì Đồng là người nhà của huynh, huynh không muốn dì ấy ngã bệnh, là sợ người của Thanh Ngọc Đàn hãm hại. Nhưng mà Lôi Nghiêm ép huynh luyện thuốc cho hắn, huynh không thể phân tâm, nên muội cố chịu đựng chăm sóc tốt cho Di Động giùm huynh. Người nhà của huynh cũng là người nhà của muội, thiếu cung cứ yên tâm, muội sẽ chăm sóc cho dì ấy. Cực cho muội quá. Để muội xem thử thuốc đã sắc xong chưa. Đã nói với cô từ lâu rồi, dịch dung đơn này chế tạo từ sâu độc, tuy thay đổi được dung mạo nhưng lại bị trùng độc cắn trả. Cô cần gì phải như vậy? Tôi không bận tâm, chỉ cần được ở bên huynh ấy. Tố Cẩm có thật sự yêu thương người cũ tới vậy không? Ta thấy cô chịu khổ như vậy vẫn không thể có được trái tim cậu ta, còn không bằng một lão bọc chăm sóc cho cậu ta. Tất cả là do bà ta phá hoại, sớm muộn cũng có ngày tôi nhất định xử trí bà ta. Người mà cô đang mạo xưng chính là Bồng Lai công chúa cao quý, cô cần gì chấp nhất một bà lão nô bọc chứ. Nhìn bộ dạng của bà ta cũng không sống nổi bao lâu đâu. Rồi cũng có ngày tôi sẽ khiến trong lòng thiếu cung chỉ có tôi, ngoài tôi ra không còn ai khác. Dì Đồng à, mau ngồi dậy uống thuốc đi. Nè, đừng có gọi, dì cũng đâu muốn thiếu cung lo lắng thêm. Thì ra trong thời gian qua cô là người đã hạ độc tôi. Cô không phải là Tốn Vương, cô là người của Thanh Ngọc Đàn. Rốt cuộc cô là ai? Dì uống chén thuốc này đã, tôi sẽ nói cho dì biết ha. Nếu như dì không uống, tôi sẽ đưa thuốc này cho thiếu cung uống. Dì cũng biết thiếu cung yêu Tốn Vương cỡ nào, tôi cho huynh ấy uống gì, huynh ấy cũng sẽ không nghi ngờ tôi. Sao cô có thể độc ác tới như vậy? Tôi yêu thiếu cung như vậy, sao lại là độc ác? Dì Đồng à, dì chịu cực khổ chứ dì thiếu cung. Thuốc này chỉ khiến dì ngủ thêm một lát, nghỉ ngơi thư thả vô lo. Dì yên tâm, chỉ cần dì không nói ra, tôi sẽ không hại huynh ấy.
Nhưng mà nếu như dì nói hết sự thật thì đừng trách Lôi đàn chủ không khách sáo nữa. Cẩn nương đã nói rồi, ngươi là thiên sát cô tinh, ngươi đi chung với ai người đó sẽ chết. Chẳng lẽ ngươi muốn Tình Tuyết chết? Ngươi không làm gì được cho tỷ, chẳng lẽ cuối cùng còn muốn Tình Tuyết mất luôn cả mạng sao? Hạ người có số khắc hết tất cả mọi người như ngươi, Tình Tuyết không dám gần, tránh còn không kịp. Sao? Dũng dĩ tôi đâu có giận. Cô dâu Đô sai tới lấy phần tịch về là chức trách của cô. Còn tôi tuân lệnh của sư tôn, cũng không giao phần tịch cho cô. Nếu cô không muốn miễn cưỡng tôi hoặc không muốn trộm cướp thì đi về đi. Tô Tô, muội đã nghĩ kỹ rồi, muội sẽ không miễn cưỡng đưa huynh về U Đô với muội. Mình không nói tới chuyện phần tịch nữa. Muội nghĩ chúng ta vẫn là... Chúng ta vẫn là bằng hữu. Là gì hả? Nếu chúng ta không biết nhau nhờ có phần tịch, chúng ta vẫn có thể làm bằng hữu. Bằng hữu sao? Ừ. Ở trong lòng huynh, lâu nay luôn có rất nhiều gì chưa từng nói gì với mọi người. Đó là thái độ của huynh đối với bằng hữu sao? Huynh quên mình từng là Hàng Dương Khê. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Huynh vẫn là huynh, muội vẫn là muội. Nhưng chuyện tới nước này, huynh vẫn còn nghĩ là lâu nay muội thật sự theo huynh chỉ là vì phần tịch thôi sao? Không, tôi biết mọi chuyện. Tình Tuyết, cô đừng theo tôi nữa. Làm như vậy không có lợi cho ai đâu. Cô hãy quay trở về đi. Tình Tuyết à, tôi biết cô tốt với tôi, nhưng tôi không muốn liên lụy cô, làm cô lo lắng cho tôi. Có lẽ làm như vậy sẽ tốt cho cô. Đồ Tô ca ca, Đồ Tô ca ca, Quỳnh ở đây hả? Sáng nay muội thức dậy thấy đói bụng quá nên đi hái trái dại. Trái này đỏ nhất đó, Quỳnh ăn một trái đi. Tôi không đói đâu, cô để dành cho mình đi. Đồ Tô ca ca, Quỳnh, Quỳnh đang có chuyện gì đó không vui phải không? Quỳnh có thể nói với muội, muội sẵn sàng nghe. Vậy có phải Quỳnh muốn về Ô Môn Linh Cốc không? Quỳnh muốn về đó chung với muội sao? Những chuyện lúc đó tôi không còn nhớ nữa. Có lẽ là ý trời. Cho dù hôm nào đó tôi nhớ ra, tôi cũng không muốn quay trở về. Hả? Bộ Quỳnh không nhớ nhà hả? Những ký ức lúc nhỏ tôi không còn nhớ nữa. Từ nhỏ tôi lớn lên ở Thiên Dung Thành, rồi có Thiên Dung Thành thì lại tới Cầm Xuyên. Tôi phát hiện trời đất rộng lớn, tôi cũng muốn được đi khắp nhân gian xem cho biết. Thiếu cung cũng từng nói tứ hải là nhà. Thật ra trải qua chút chuyện cũng là chuyện tốt mà. Ừ, phải, tứ hải là nhà. Tóm lại Đồ Tô ca ca đi đâu, muội sẽ đi theo đó. Quỳnh muốn muội làm gì, muội tuyệt đối không làm chuyện trái ý Quỳnh. Tường Linh, người và yêu không chung một đường, cô đi cùng với tôi không có lợi gì cả. Cô đi đường mình đi. Đồ Tô ca ca, vậy có phải là huynh chê bai muội là yêu không?
Dạng chợt có linh hồn ở trong lòng tôi, người và yêu không có gì khác. Vậy thì tại sao huynh bắt muội đi chứ? Có phải là phép thuật muội quá thấp, lại không biết làm chuyện khác, ngày nào cũng chỉ biết lo đói bụng, biến thành người không tốt, đôi tay với đuôi đều lộ ra bên ngoài? Muội cũng không muốn như vậy. Muội thật sự cố gắng lắm rồi, đồ tô ca ca. Muội cũng biết bắt sâu nè, muội còn biết hái trái cây dại nữa. Huynh đừng đuổi muội đi mà. Không phải muốn tìm mẹ sao? Nhưng mà muội không tìm được. Đồ tô ca ca, đừng đuổi muội đi nữa. Trước đây không phải huynh hứa rồi sao? Tôi đã đổi ý. Tôi cũng muốn giống như Thiên Thương đại ca, không bị trói buộc, tự do tự tại. Tương Linh, tôi không về đâu. Đồ tô ca ca, huynh đáng ghét lắm. Chỉ tại Thiên Thương dạy hư đồ tô ca ca thôi. Tương Linh, tôi xin lỗi. Tránh xa tôi, cô mới có thể an toàn. Tương Linh, tặng cho cô nè. Cô sao vậy hả? Ai ăn hiếp cô sao? Ai làm cô không vui hả? Nói tôi biết đi, tôi tìm người đó. Ai, phiền quá đi, không được làm đồ tô ca ca thêm phiền. Thì ra đồ tô ăn hiếp cô hả? Tôi phải đi tìm người đấy. Cũng không phải, rất có thể do đồ tô ca ca chê công lực tôi không được cao, cho nên muốn tôi đi. Muốn cô đi hả? Đồ tô huynh ấy là một người khẩu Phật tâm phi, nói không chừng trong lòng huynh ấy đang nghĩ như vậy. Tương nho dĩ mạc, chi bằng tương giống vô giang hồ. Nghĩa là gì hả? Câu đó có nghĩa là cả ngày cứ ở bên nhau đi lang thang, thì chi bằng ai về nhà nấy, mạnh ai người đó về với mẹ của mình. Nhưng mà tôi không có nhà mà, tôi chỉ quen đồ tô ca ca, tôi không biết phải đi đâu hết. Tương Linh à, cô cũng đừng quá buồn, tôi đang nói đùa với cô thôi. Đồ tô sẽ không bỏ mặc một mình cô đâu. Nếu như huynh ấy thật sự muốn đọc lai đọc giảng, vậy sao còn dẫn theo chúng ta tới Giang Đô, trải qua biết bao sự việc. Vậy sao bây giờ huynh ấy đối với tôi như vậy hả? Nam nhân mà, rất thích trò khẩu thị tâm phi. Thật ra càng bận tâm thì càng nói không bận tâm. Ngoài miệng nói không bận tâm á, thật ra trong lòng lo lắng vô cùng. Người mặt lạnh như đồ tô thì càng khỏi phải nói. Thật ra huynh ấy rất lo cho cô, nhưng mà huynh ấy lại không chịu nói ra. Huynh ấy thuộc dạng người nấu sủi cảo ở trong cái bình trà, muốn đổ ra cũng không thể nào đổ được. Nói vậy tức là đồ tô ca ca quan tâm tôi nên mới vậy. Ừ, cũng có thể nói như cô đã nghĩ vậy. Tôi biết ngay mà, huynh ấy không muốn tôi đi. Đồ tô ca ca là người quan tâm tôi nhất thế gian. Biết gì mình không nói. Vậy huynh tốt với tôi, có phải là huynh ghét tôi không hả? Làm gì có chuyện tôi ghét cô. Những người khẩu thị tâm phi là dạng nam nhân rất bình thường. Còn tôi thì có sao nói vậy. Người tốt nhất trên đời, Phương Lan sinh tôi, có thể vì cô mà từ bỏ vinh hoa, có thể vì cô mà bắn đèo lội suối, còn có thể kể chuyện vui cho cô nghe là cô vui. Tôi trời ơi, huynh nói nhiều quá. Tương Linh à, cô đi đâu vậy? Thì lúc nãy huynh mới nhắc tới sủi cảo mà, làm tôi tự nhiên muốn ăn quá. Tương Linh, Tương Linh à, cô ăn sủi cảo thì chỗ tôi không có, nhưng mà nếu muốn ăn bánh bao thịt tôi sẽ mua cho cô, có chịu không? Được thôi. Vậy cô lại đây nha. Ừ, được. Chàng khờ. Có bánh bao ăn rồi. Nhị sư huynh, lần này lại để cho tiểu tử đồ tô thoát nữa. Ê, huynh nghĩ có khi nào hắn rời khỏi Giang Đô rồi không? Mình cũng không có ngân lượng. Hay là mình về Thiên Dung Thành đi. Về Thiên Dung Thành hả? Cả đồ tô mà cũng không bắt được, còn mặt mũi nào về Thiên Dung Thành? Vậy chẳng phải về để chưởng môn cho nhân trách mắng hay sao? Vậy phải làm sao? Đâu thế nào nhanh đói đi tìm người được. Đâu thế nào cái mụn cứ kêu rột rột luôn. Vậy sư huynh, sư huynh nhìn kìa. Bánh bao thơm như vậy, tôi lấy 10 cái. Dạ được ạ. 10 cái nha. Cuối cùng ta cũng bắt được ngươi, dám đùa với ta. Đã tạ ông chủ, ngân lượng nè. Đà. Từ từ thôi. Sư huynh, sao mấy huynh lại ở đây vậy? Muốn ăn bánh bao không?
Tôi nước hết nổi rồi. Còn phải ăn nữa hả? Vậy ngươi nói đi, đồ tôi ở đâu? Tôi thật sự không biết họ đang ở đâu hết. Hôm đó lúc các huynh đánh nhau, tôi cũng bỏ chạy rồi. Sư huynh, khỏi nói nhiều với hắn đi. Nếu hắn không nói, mình cứ chặt cánh tay dục. Nếu hắn vẫn không nói, chúng ta chặt hết hai cánh tay luôn. Chúng ta là đệ tử của Thiên Dung Thành, sao lại làm chuyện đó được? Phải đó. Nhưng có điều, nhiều bánh bao như vậy không ăn có phải là hơi lãng phí không? Mau đem số bánh bao này nhét hết vào bụng của hắn đi. Đừng. Nhưng tôi thật sự không biết mà. Tô, Quynh không đi U Đô với muội cũng được, nhưng ngay cả Tô Cốc Quynh cũng không chịu đi. Muội chưa từng nhìn thấy hoa đào đó, cũng không biết sau này có thể thấy được không. Tô, không phải Quynh nói Quynh không thích hoa đào sao? Sao Quynh còn phải tưới nước cho nó? Đó là chuyện của tôi, không liên quan cô. Quynh không cho muội chen vào chuyện của Quynh, nhưng mà bây giờ đã trễ rồi. Bắt đầu từ khi mình gặp nhau lúc nhỏ, duyên phận chúng ta đã bắt đầu rồi. Bà từng nói với muội, hai người chỉ cần gặp mặt nhau, cho dù một ngày cũng được, một canh giờ cũng được, duyên phận là thứ không thể nào dễ dàng xóa đi. Giữa chúng ta không có duyên phận, cũng không cần duyên phận. Không có duyên phận cô đơn biết mấy. Quynh cố chấp quá. Cô mới là cố chấp. Cô biết tôi đang mang sát khí, cả bản thân tôi cũng không thể khống chế. Cô đi cùng với tôi, có ngày mất mạng. Muội biết Quynh muốn đuổi muội đi là vì Quynh lo cho muội. Nhưng điều muội muốn nói là muội có thể tự chăm sóc cho mình. Nhưng còn Quynh thì khác. Rõ ràng Quynh giỏi như vậy, nhưng có những lúc lại không biết tự lo cho mình. Số do trời định, người phàm khả năng có giới hạn, khó lòng thay đổi số mệnh. Trước đây ở Thiên Dung Thành, tôi có thể áp chế được sát khí, nhưng kết quả vẫn làm sư huynh thất vọng. Sau khi rời khỏi Thiên Dung Thành, tôi không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Lục thân duyên bạc, mang nặng hung sát. Nếu đã là số trời định sẵn, chúng ta hãy chia tay sớm đi. Cô về U Đô của cô đi. Cho dù số trời đã định, nhưng vận mệnh không phải luôn luôn là vậy. Có lẽ chúng ta sẽ chờ được ngày thay đổi. Tình Tuyết, tôi không muốn chỉ vì đợi ngày thay đổi mà lấy mạng cô ra cầu may. Cô đi là sự lựa chọn tốt nhất, cũng là duyên phận mà cả hai chúng ta nên có. Muội sẽ không đi đâu. Tô, cho dù thời gian ở bên nhau rất ngắn, nhưng mà sau này mỗi lần nhớ lại cũng sẽ là những kỷ niệm đẹp. Nếu như cứ bỏ đi như vậy, ngay cả những kỷ niệm đẹp cũng không có. Quynh còn nhớ chúng ta từng ngắm sao băng không? Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đã để lại một cảnh tượng rất là đẹp. Người ta sống không phải nên trân trọng mỗi mối duyên sao? Đi mau, Phương Lan Sinh, đi mau. Đồ Tô à, mau chạy đi. Đồ Tô à, có kẻ xấu tới bắt Quynh nè. Mau chạy đi Đồ Tô. Đừng có nhiều lời. Đồ Tô à, tại bọn họ ép tôi đó. Tôi không muốn đưa chúng tới đây đâu. Cứ cấm miệng cho ta. Thả người ra. Đồ Tô sư đệ,
lâu quá không gặp. Bọn ta tìm đệ đúng là vất vả quá. Lan Đoan, nếu có chuyện gì cứ đối phó ta, đừng hòng hại người vô tội. Nếu như bắt được đệ, ta còn sợ đệ chạy thoát sao? Thả hắn ra. Quỳnh không sao chứ? Không sao. Quỳnh ngốc quá. Đây chẳng phải là Phong Tinh Tuyết sao? Đồ Tô sư đệ, đệ thật sự có bản lĩnh đó nghe. Chỉ vừa mới hạ sơn đã dụ được hai cô nương luôn. Xem trí nhớ của ta kìa, tự nhiên quên mất qua mãn lầu còn có hai người nữa. Quỳnh đừng nói bậy, không được lăng nhục Tô Tô. Nếu như hắn đã làm ra được, còn sợ người ta nói sao? Đồ Tô sư đệ, đệ đã giết chết Triệu Lâm, còn không mau theo ta trở về chịu phạt. Ta không giết Triệu Lâm, đừng hòng ép ta. Ta biết ngay ngươi sẽ không khoanh tay chịu trói mà. Trưởng môn chân nhân đặc biệt đưa ta mang theo pháp bảo tới, bắt ngươi trở về. Cẩn thận. Đồ Tô ca ca. Nhìn tới. Nhìn sư huynh. Nhìn sư huynh. Tô. Nhìn sư huynh. Đại sư huynh. Đại sư huynh, cuối cùng huynh cũng tới rồi. Huynh mau giết bọn họ đi, sẽ chúc bọn họ giết bọn đệ rồi. Đồ Tô đã nhận nhịn tới bây giờ, tại sao các đệ không rút tay lại? Trưởng môn chân nhân giao cho các đệ pháp bảo là để các đệ giết sư đệ của mình hay sao? Đại sư huynh, huynh đừng có nghe lời bọn chúng. Bọn đệ chỉ là muốn bắt Đồ Tô trở về. Đại sư huynh, đệ chỉ phụng mệnh trưởng môn chân nhân tới đây để bắt Đồ Tô trở về. Sao đây, huynh muốn bao che cho tên phản đồ này hả? Đại sư huynh, huynh bảo vệ cho hắn như vậy, rõ ràng là quá thiên vị cho hắn rồi. Đại sư huynh, thường ngày đã dạy dỗ bọn đệ như thế nào? Phải tuân theo lệnh thầy, tuân giữ môn quy. Nhưng sao tới lượt Đồ Tô thì đã bao che cho hắn rồi? Phải đó. Chẳng lẽ đệ tử hạ sơn của chấp kiếm trưởng lão thì được quyền cao hơn các đệ tử khác hay sao? Đồ Tô. Nè, người nào làm người đó chịu. Chuyện này không hề liên quan tới sư huynh. Vậy thì ngươi đừng có trốn sau lưng đại sư huynh làm con rùa rút đầu nữa. Đồ Tô à, vậy thì dung thành với huynh đi. Không được, trước khi sự việc chưa được làm sáng tỏ, đệ không thể theo huynh về. Chắc là ngươi có tật giật mình đúng không? Ngươi. Tô Tô, đại sư huynh, huynh làm gì vậy? Ta đưa đệ về Thiên Dung Thành. Nè, nè, chờ chúng tôi với. Chúng tôi không có biết bay. Như sư huynh, giờ phải làm sao đây? Còn sao nữa, đương nhiên là phải đuổi theo. Ta cũng muốn xem thử đại sư huynh có thể giở trò gì. Đi. Đừng sợ, tôi có ngự kiếm. Lấy ra đi. Đi mau. Chúng tôi có kiếm rồi, xin cáo từ. Nhanh lên đi tên ngốc. Sao tự nhiên lắc quá vậy? Đứng cho vững đi. Tôi cũng muốn đứng vững. Chắc tại lần đầu bay lâu như vậy, linh lực trong pháp bảo của tôi hình như sắp hết sạch rồi. Ngay cả tấm giặt đồ cũng không khống chế được. Quỳnh đúng là ngốc mà. Cũng chính vì là miếng giặt đồ nên mới khó khống chế đó. Đừng nói nhiều nữa, mau đứng cho vững đi. Nè, ta đang đi lên, không phải đi xuống. Tương Linh à, hình như chúng ta sắp đáp xuống rồi. Ây trời ơi. Quỳnh không sao chứ? Tôi không sao. Không sao thật hả? Nè, rốt cuộc hai người là ai vậy? Sao từ trên trời rơi xuống? Kệ chúng tôi. Chúng ta tìm được Tô ca ca đi. Được. Trời chân của tôi đau quá. Sao nữa vậy? Đau quá. Chân của vị tiểu ca này hình như bị gãy rồi. Tôi biết sơ về y thuật, để tôi xem giùm cho.
Ơ nè, Huynh có làm được không vậy? Nhà tôi mới đợi hành y, cậu nghĩ có được không? Trời ơi, mau xem đi mà. Cố chịu một chút đi. Đau quá. Đừng. Sao rồi hả? Chân cậu ấy hình như bị gãy xương rồi, không đi được nữa. Gãy xương hả? Làm như hay lắm vậy. Tại Huynh hết. Bây giờ không đuổi kịp đồ Tô Ca Ca nữa. Còn chân của Huynh thì bị như vậy. Trời ơi, sao mà Huynh ngốc quá. Tôi cũng đâu có muốn đâu. Vậy bây giờ phải làm sao? Còn sao gì nữa, còn sao gì nữa chứ. Đại ca ca, tôi muốn nhờ Huynh một chuyện. Huynh có thể chăm sóc Huynh ấy giùm tôi không? Tôi Tân Linh à, cô không cần cầu xin Huynh ấy. Tôi có thể tự lo liệu được mà. Cô đi trước đi. Vậy cũng được. Vậy tôi đi tìm đồ Tô Ca Ca. Sau này tôi quay lại tìm Huynh. Làm phiền Huynh nha. Nè, nè Tân Linh à, cô nhớ quay lại tìm tôi nha. Đừng xoa nữa, để tôi xem. Sư huynh, đây là đâu vậy? Thí trụ quan, Chưởng môn chân nhân kỵ sát khí trên người đệ. Ta cũng sợ tới lúc đó đệ khó khống chế, bây giờ không tiện trở về. Đợi sau khi qua khỏi đêm trăng tròn mới đưa đệ về Thiên Dung Thành. Sư huynh à, lúc còn ở Cầm Xuyên huynh đã hứa với đệ không ép đệ về Thiên Dung Thành mà. Đồ Tô à, chuyện lúc nào tới lúc đó đi. Ta tin là đệ không có giết Triệu Lâm, nhưng mà ta không có chứng cứ. Chưởng môn chân nhân cũng đã hạ lệnh rồi, sai Lăng Đoan đi bắt đệ về. Thân là đệ tử Thiên Dung Thành, không thể chống lệnh được. Nhưng mà ta thực sự không ngờ Chưởng môn chân nhân lại giao Thiên Phương Tàng Quan Kiếm cho Lăng Đoan. Nếu không phải ta tới kịp lúc, suýt chút nữa đệ phải mất mạng rồi. Đệ cố gắng ở lại đi, sau khi khỏe rồi quân sẽ đưa đệ về Thiên Dung Thành sau. Lệnh của sư huynh, Đồ Tô không dám làm trái. Sư huynh, không cần phong ấn đâu. Không phải ta sợ để bỏ trốn, mà ta lo Lăng Đoan sẽ tới gây chuyện. Để cứ yên tâm ở lại đây đi. Thí trụ quan là nơi hợp để dưỡng thương, với lại quan chủ là một tiền bối có đạo hạnh rất cao. Ta sẽ hỏi thử có cách nào chế ngự sát khí của đệ không. Lại khiến sư huynh lo lắng cực khổ vì đệ. Chúng ta là sư huynh đệ với nhau, đừng nói như vậy. Là do ta không tốt, không thể bảo vệ cho đệ, cũng không thể chia sớt nỗi khổ phần tịch của đệ. Ta mong là lần này có thể giải trừ sát khí trên người đệ, dù chỉ là một phần cũng được. Hùng sát chi khí, thiết trụ quan ta từ khi dựng tới nay xưa nay chưa từng gặp phải chuyện khó khăn như vậy. Nếu là yêu khí, ta nghĩ vẫn có cách để trấn áp. Nhưng mà cách nào, xin quan chủ nói rõ. Thứ lỗi, ta nói thẳng, thật ra trấn áp yêu khí tốt nhất là phải nhốt nó lại trong trận pháp. Năm xưa lão quan chủ trấn áp Lan Yêu đã dùng trận pháp như vậy. Trăm năm nay tên Lan Yêu vẫn luôn bị trấn áp dưới thiết trụ quan, không còn khả năng nguy hại nhân gian. Ngoài cách đó ra, lão thì thật sự không thể nghĩ ra có cách nào tốt hơn. Quan chủ à, Đồ Tô bản tính hiền lành, đệ đã khổ rất nhiều, không thể trấn áp như trấn yêu được. Hay là như vậy, Lăng Diệt à, tạm thời để sư đệ cậu ở đây khoảng một thời gian, đợi tới lúc sát khí bộc phát, chúng ta sẽ đưa cậu ấy vào trận pháp trấn yêu. Lúc đó có thể mượn sức phù ấn tổ truyền của chỗ này, có lẽ sẽ khắc phục sát khí cũng không biết chừng. Vậy phải làm phiền quan chủ rồi. Không cần khách sáo, thiết trị quan ta cũng nhờ Thiên Dung Thành giúp đỡ nhiều năm nay, ra chút sức cũng là việc nên làm. Nói là về Thiên Dung Thành mà lại tới cái nơi rắc rưởi này. Nhị sư huynh, để nghe quan chủ nói với đại sư huynh dùng trận pháp gì đó có thể trấn áp lại phần khí trong người của Đồ Tô.
Rõ ràng là đại sư huynh bao che cho tên quái vật này, có thể để hắn thừa cơ trốn thoát. Bây giờ đại sư huynh đã phong ấn căn phòng của Đồ Tô ở, chúng ta không thể nào vào được. Đại sư huynh có thể phong ấn được Đồ Tô thì ta có thể mở cho nó ra. Các đệ hãy nghe cho rõ đi, canh chừng tên quái vật này cho kỹ càng, đừng để hắn chạy thoát. Nghe rõ chưa? Dạ, dạ. Đồ Tô, đệ không sao chứ? Trước đây Tinh Túy giúp đệ trấn áp sát khí trong người, không phải có hiệu quả sao? Nhưng sao càng lúc càng tăng, nghe càng mạnh hơn vậy? Đệ cũng không hiểu. Trước đây lúc ở trong Hoa Đầu Cốc, đệ phát hiện ra sát khí trong người mình càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Đồ Tô à, mấy ngày qua đệ có bức bình chuyện gì không, khơi dậy nỗi oán hận trong lòng đệ? Sư huynh, sát khí này ngày nào chưa giải, chỉ khiến những người xung quanh gặp phải phiền phức không đáng. Làm sao để thoát khỏi nỗi hận trong lòng? Người sống ở đời, đau khổ vốn dĩ nhiều hơn niềm vui của chính mình, của người thân và những gì để lưu luyến, vốn dĩ có rất nhiều phiền phức. Nhưng mà trong hoàn cảnh nhiều nỗi bận tâm, chúng ta phải cam lòng tình nguyện chấp nhận nó. Ta tin là Tinh Tuyết cũng đã chấp nhận như vậy. Không biết bây giờ Tinh Tuyết ra sao rồi? Cổ nhất định đuổi tới đây, chắc là ở gần Thí Trụ Quan rồi. Sư huynh, nếu như huynh gặp được Tinh Tuyết thì phải khuyên cô ấy đi đi, để sợ liên lụy cổ hơn. Chỉ vì sát khí phần tịch, bao lâu nay đệ tự cách ly bản thân, không tiếp xúc với bất kỳ ai. Bây giờ Tinh Tuyết đã bước vào, đệ còn muốn đuổi cô đi sao? Trước đây sư huynh từng nói, cầm kiếm trong tay chính là để bảo vệ những người xung quanh mình. Nhưng mà bây giờ ngay cả chính mình đệ còn không bảo vệ được. Tinh Tuyết cứ bên cạnh của đệ âm thầm hy sinh, nhưng đệ không làm được gì. Chuyện duy nhất đệ làm được chính là bảo cô ấy đi, không bị tổn hại nữa. Đệ nghĩ với sự chấp niệm đó của Tinh Tuyết, đệ có thể khuyên được hay không? Cũng vì đệ biết rõ tấm lòng của cổ, đệ mới càng lo cổ vì đệ xông vào Thiết Trụ Quan. Trước đây cổ đã giúp đệ chế ngự sát khí, tiêu hao quá nhiều công lực. Nếu như còn nảy sinh ẩu đả với đệ tử trong này, e rằng sẽ bị thương. Đệ yên tâm đi, Tinh Túy là người rất thông minh, sẽ không cố xông vào đâu. Đệ tử trong quan này cũng không ra tay với một cô nương, huống hồ vẫn còn ta mà. Ta sẽ không để cho cổ gặp chuyện đâu. Hy vọng Tinh Túy sẽ không tới đây. Tinh Tuyết, cô có bên ngoài không? Nè, ê, ngươi lại hả? Vô đây làm gì? Dạ, nhị sư huynh, tôi là người tới đây đưa cơm canh. Đưa cơm canh gì cho ta xem thử. Đi đi. Tô Tô. Tinh Tuyết. Tô Tô. Tinh Tuyết, sao cô vào được đây? Muội giả dạng vào đây. Tối nay sẽ là đêm trăng tròn, trong người huynh thấy sao? Không sao chứ? Tinh Tuyết, cô mau rời khỏi đây. Tôi không muốn vì tôi mà cô lại mất sức. Tôi cũng không muốn sư huynh cứ lo cho tôi. Không được. Lúc nãy khi muội vào đây, nghe thấy đệ tử ở bên ngoài đang bàn tán, nói rằng quan chủ vì muốn trấn áp sát khí sẽ đưa huynh tới một nơi cưỡng chế trấn áp. Tinh Tuyết, đã có sư huynh,
bọn họ sẽ không làm bậy đâu. Sư huynh sẽ nghĩ cách để giúp tôi. Cô hãy trở về U Đô đi, đừng lo cho tôi nữa. Tô Tô, trước đây khi ở Cầm Xuyên, huynh đã từng nói không để ai sắp đặt nữa mà. Huynh đi ra với muội đã, ra ngoài rồi tính. Không được, bên ngoài có cửa phòng ấn của sư huynh, tôi không thể bước ra. Tô Tô à, Tô Tô, mau về đi. À, nhị sư huynh, tên đó đang làm gì? À, đưa cơm cho Đồ Tô. Đưa cơm cho Đồ Tô hả? À, nè, ai kêu ngươi đem cơm cho Đồ Tô hả? Đi mau. Tên đó sẽ nhìn quen mặt quá vậy? Nè, qua đó xem thử.